Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi một cái game của bạn Kha Huy này. Thì vốn mình là Huy đây. Mình sẽ vào đây chơi con game tẩy xỉu nha em ơi. Mình có mục tiêu mình hôm nay lên 3B nha em ơi. Chơi gì như vậy thôi. Khi chơi tẩy xỉu thì hầu như các bạn đều gặp những nguyên nhân các bạn giúp các bạn luôn thua đó, các bạn biến điều gì không? Đó các bạn đều tham lam quá, đều muốn ăn to và các bạn đánh ấy thì trước khi đánh các bạn chả biết thắng lên bao nhiêu nghĩ mà chả biết thua xuống bao nhiêu nghĩ ấy. Thành ra các bạn thường là thắng muốn thắng hơn, thua lại muốn gỡ bằng được. Đối mình là đánh kiểu như vậy là các bạn trước sau thì là ra đạo thôi, chứ không có chuyện ai được nó đâu. Bởi mục đích game nó tạo làm gì anh em ơi, lợi nhuận đúng không? Vì em nghĩ rằng lợi nhuận nó lấy ở đâu anh em, đấy chính người chơi mà, nên em đừng có bao giờ kỳ vọng điều đó nha. Chơi phải biết rằng là hôm đó anh em ăn được thì ok, anh em ngon trong đồn đéo ăn được thì ôi, anh em phải chấp nhận, chứ đừng có bao giờ đánh theo kiểu là thắng là muốn thắng hơn, thua lại cứ muốn gỡ còn được. Đánh kiểu đó trước sau thì anh em ra đạo thôi, chứ đéo có chuyện ai được nó đâu anh em ơi, nên nhớ cái điều đó cho mình nha. Cho nên hôm đó anh em ăn được thì ok, anh em ngon. Trong đéo ăn được thì anh em phải gọi là học cách chấp nhận anh em ơi. Chứ đừng có bao giờ kỳ vọng là luôn thắng cả. Bởi luôn thắng điều đéo là xảy ra anh em. Hầu như anh em chơi thì đều khi nào kỳ vọng luôn muốn thắng cả. Nhưng mà anh em chơi phải có kẻ thắng người thua chứ. Chơi anh em nghĩ là muốn thắng thì vậy thằng đéo nào thua anh em. Em công nhận điều đó không? Nên đừng có bao giờ kỳ vọng điều đó anh em ơi. Kỳ vọng luôn thắng điều đéo bao giờ có đâu nha, nên anh em đừng có bao giờ ảo tưởng kiểu đó. Bởi khi anh em ảo tưởng ngày nào anh em muốn thắng ấy thì trước sau thì anh em ra đạo à, ăn thì ai chẳng muốn ăn anh em ơi, nhưng mà có phải ai ăn được đó đâu. Đây, cuối cuối mới đặt mình đỉnh pha này, đéo đặt đâu này, tôi đặt luôn đi nha, sợ đéo gì mưa rơi. May chưa anh em ạ, may chưa ấy, may chưa bán nó mình đặt được là mình thua đấy anh em. Lên 3 mới không phải đơn giản đâu. Thắng được thì ok, mình gãy mình ngon thôi. Đéo thắng được phải chấp nhận thôi anh em ạ. Game in xui chả thì nói trước điều đéo gì được cả đâu anh em. Và nhiều lúc nha, đánh không phải khi nào anh em thắng nha. Bởi vì mỗi lần anh em đặt ấy 30 trúng thì anh em bị mất một số chi phí đặt đúng không. Ví dụ 30 anh em nhận lại có phải được nguyên 30 luôn đâu anh em. Đấy, ví dụ 30 đây này, mình chỉ nhận lại được bao nhiêu, đó là 2.910.000 mình đã mất bao nhiêu tiền phí, 90.000 tiền phí. Mất đạt càng nhiều chi phí nó đổi lên càng to. Thành ra các bạn nghĩ ra cái tỷ lệ thắng của bạn trên 50% không đâu. Tỷ lệ thắng của bạn là dưới 50% nha. Mình không tính nhà cái nó bịp nha. Nếu nhà cái nó bịp thì tỷ lệ càng thấp nữa. Riêng nhà cái không bịp của các bạn tỷ lệ đã dưới 50% rồi. Nếu các bạn đánh bộ nhà càng nhiều nó càng càng toang à. Mỗi ngày chỉ đánh 50 phút thắng thì thắng, không thắng thì thôi thôi. Má nó kìa, mình tưởng nó bị chửi xịu mới đau chứ. Nghe nó chưa kìa. Này phá đó mình đặt 2 mê thôi ấy. Anh bán xích bô đây nha. Trời ơi thua anh em, vãi lìn thật đấy. Bên này thua mới thua 400.000 rồi. Nghe thôi chứ, cay thế à. Đây rồi nhưng mà bên này nó thắng thì cũng được anh em. Bên này nó thắng thì cũng được. Cũng được, sợi, ngon đấy. Nói nhưng nó thắng là ngon rồi anh em ơi. Còn hơn là nó thua mà đúng không. Chơi nó thắng là quá là ngon rồi, quá tuyệt vời rồi anh em nha. Cái ván này nó cho ăn cũng đây anh em ạ. Nó cho ăn thì ngon đấy. Tao đéo cho ăn thì chịu thôi. À nó cho thua anh em ạ. Vãi lìn kiểu đánh vài poker thì đéo đánh tài xỉu vài ván đi. Khi nào đánh cái thắng thì thôi nha. Bởi lúc này giờ mình còn cay lắm rồi đấy. Mà đánh thì đừng có cay như mình anh em ạ. Nhiều khi mình, đó là nhiều khi mình nói như vậy thôi chứ. Khi vào cuộc chơi nhiều lúc cay cũng đéo chịu được anh em ạ. Đây rồi ngon rồi. Thế chứ, phải thế chứ anh em, gần lên được số mình mong muốn rồi đấy. May pha này chưa đánh nhỉ, đánh là thua đấy. Bởi pha đó mình cũng nghĩ là cầu 22 đấy anh em. Nhưng mà nó không anh em ạ, đây có thể là cái cầu 21-21 rồi. Có thể như vậy thôi, có thể nó bẻ nó khác, có thể nó đúng, có thể nó sai. Nên mình đoán như vậy thôi. Ăn thì ngon, rồi đéo ăn thì chịu thôi anh em ạ, nha. Không phải khi nào ăn được nó đâu anh em. Má nó kìa thua tới. Đen thế. Đen thế anh em ơi. Thua luôn này. 46 là mới đau. Đây rồi.
Phải thế chứ. 20 thôi anh em ạ, đéo dám đánh 30 mà 30 đánh to quá. Cứ từ từ lên thôi anh em ạ. Không vội, nhưng mà ván này bị trả về rồi. May chưa anh em ơi. Cái cầu nó nhảy linh tinh anh em nhỉ. Cầu nó nhảy linh tinh đéo biết nhờ mà lần luôn ấy. Cầu nó quá nhảy linh tinh luôn. Chịu đéo biết như nào mà lần luôn ấy anh em nhỉ. Khó đấy chứ đéo phải dễ đâu. Khó đấy, quá khó đấy anh em ơi. Mỗi ngày mình chỉ đánh 5 đến 3 phút, dưới 3 phút thôi nha. Tốt nhất cứ đánh 5 đến 10 phút hoặc là dưới 3 phút thôi. Chứ là anh em đừng có đánh quá nhiều nha. Khi em đánh quá nhiều thì khả năng cao anh em chưa thắng, thắng thua gì mình không biết. Anh em đã thua cái chi phí một lần đặt rồi. Nên mình không bao giờ khuyến khích anh em đánh cao này nha. Đánh to này nha. Đánh to là dễ toang lắm. Ván này thắng là cái thôi, mình nghĩ luôn đi anh em ơi. Đéo nên tham nữa. Tham mà lỡ may tí là thua lại hay sao. Ốc chơi mà anh em có thắng có thua đều rất bình thường thôi à. Nhưng mà thắng với ví điểm dừng, thua với ví điểm dừng anh em ạ. Đó gọi là người chơi hay. Đây rồi, trời ơi, lên lên 30B luôn anh em ạ. Nghĩ thôi, được đéo phải tham là đúng không? Bây giờ đánh ván xích bu là xem sao, đánh 1.000, 2.000 xem sao anh em. Cứ gấp gấp lên dần dần xem sao, bởi vì cái này nhân là nhân 6 lần mà anh em ơi. Có thể mình ăn được đấy. Cái kiểu này thì với số vốn này mình bây giờ mình khó mà lỗ lắm. Mà sợ là sợ nó trúng sớm quá anh em. Cho nên mình không thắng được nhiều thôi. Sợ như vậy thôi. Thôi đánh ván 2, ván 200 này. 3 ván đi. Đáng này mình nghĩ rồi anh em ơi. Nhưng mà mình thử tham xíu là xem sao nha. Đấy, đúng rồi, tham xíu là đúng mà. Với cách đánh này khó mà lỗ lắm. Nhưng mà phải vốn lớn kìa. Với lại đánh phải bình tĩnh kìa. Chứ anh em mà đánh mất bình tĩnh với lại là càng trúng sau càng tốt kìa. Với lại anh em trước đó anh em đã thắng rất nhiều về đôi rồi. Anh em đánh kiểu này khá trúng thì trúng là khá là cao nha. Nhưng mà chơi gì có thủ thuật và mẹo thôi nha. Nhưng mà mẹo sao mẹo, nhưng mà đéo đéo hên này thôi chịu anh em. Thủ thuật hay thế nào mà mẹo hay thế nào mà các bạn đéo hên ấy thì các bạn cũng chịu thôi à. Nó có cách đéo gì mà thắng nó đâu. Cho nên là chơi cứ ăn được cái ngon anh em. Khi ăn được rồi ấy thì hãy nhớ rút ra hết cho mình đi. Thà rằng ngày mai mốt các bạn chơi thì các bạn tính tiếp, chứ bạn đừng có tham lam mà đánh nữa, đánh mãi đến khi thua hết mới thôi nha. Bây giờ thắng rồi thôi mình sẽ nghĩ ấy, đầu tiên mình chỉ lên là 30 thôi, nhưng mà lên 31 33 rồi quá là ngon rồi. Khi thắng mình nghĩ thà là ngày mai mình chơi thì mình sẽ nạp vào lại chơi tiếp và rút hết cho mình nha. Thôi thì video này mình tốt nghe anh em ơi, bye bye anh em nha.